Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ của Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và trong cái phần thảo luận ngày hôm nay, quý vị, một trong những cái cuộc điều trần, tôi gọi là điều trần theo ngôn ngữ bên đây của chúng tôi, là sẽ xuất hiện ở trên quốc hội của cái người gọi là Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình trạng xuất cản gạo của Việt Nam. Và trong đó họ nêu bật những cái điều mà từ xưa tới nay họ đã giấu giếm với người dân, và giờ này nó đã được bộc lộ ra bên ngoài sau khi mà lương thực thế giới đã lâm vào tình trạng bị thiếu hụt trầm trọng. Và từ cuộc chiến của Nga tại Ukraine cấm xuất cản ngũ cốc qua cái vùng Hắc Hải, cho tới việc Ấn Độ cấm xuất cản gạo và Indonesia cấm xuất cản dầu ăn, dẫn tới tình trạng thiếu hụt này. Tuy nhiên, tại sao tình trạng thiếu hụt lương thực như vậy mà Việt Nam vẫn không xuất cản nổi? Đó là cái câu hỏi được đặt ra và có lẽ sẽ là bài phân tích ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta đi vào cái bản tin của báo Thanh Niên đăng đi quý vị. Chấn vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về xuất cản gạo. Trong đó thì họ nói rằng sẽ có cuộc chấn vấn phiên họp thứ 25 tháng 8. Trong đó thì họ nhấn tới cái nội dung, quý vị, là những cái quan trọng nhất là những cái mâu thuẫn. Ok quý vị, nội dung chồng chéo nè, mâu thuẫn và hạn chế trong sai phạm trong việc ban hành các quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội là một trong những cái yếu tố chính. Và thứ hai, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất cản nông sản. Trong đó thì họ nói rằng cụ thể là thị trường của đầu ra đã bị thu hẹp rất nhiều. Nhiều doanh nghiệp không có đơn đặt hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập đời sống nông dân bị ảnh hưởng. Cạnh đó là họ phải tìm cách gọi là tháo gỡ cái gọi là thẻ vàng của Ủy ban Âu Châu, tức là EC đối với lại cái ngành hải sản của Việt Nam. Và trong đó họ sẽ chất vấn ông này nhiều vấn đề. Chưa biết ông này sẽ trả lời như thế nào. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ cho quý vị thấy lý do tại sao mà lương thực thế giới đang bị thiếu hụt mà Cộng sản Việt Nam lại xuất cản bị giới hạn. Quý vị, hai điểm then chốt tôi vẫn nhấn mạnh từ xưa tới nay cho quý vị. Lý do tại sao các mặt hàng nông hải sản của Việt Nam bị giới hạn. Điều kiện đầu tiên là họ không đáp ứng đúng cái quy tắc của WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Đây là cái điều đầu tiên hết. Và chính vì tình trạng mà không đáp ứng được những quy tắc này, họ đã bị giới hạn quota, tức là giới hạn cái sản lượng xuất cản mà không thể kiện được bất kỳ một điều gì hết, bởi vì Việt Nam vẫn là thành viên giới hạn của tổ chức WTO. Đó là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên. Và điều thứ hai là tình trạng nông hải sản của Việt Nam đã thiếu an toàn và có chất độc cao, bởi vì tình trạng gọi là ô nhiễm môi trường và ô nhiễm cái việc mà trồng trọt khiến cho mặt hàng nông hải sản Việt Nam đã không thể xuất cản ra bên ngoài. Ok quý vị, nhiều lần giải thích nhưng mà có lẽ là khán giả Việt Nam ở Việt Nam vẫn chưa hiểu rõ khi mà ông Bộ trưởng Lê Minh Hoan này, ông có dám nói thật về tất cả những cái gì đang xảy ra hay không? Hay là ông ta cũng chỉ chạy vòng vòng, tức là biện minh rồi khoe khoang và cuối cùng là khẳng định đại khái cái kiểu của các cái tên bộ trưởng đảng viên lúc nào cũng như vậy hết quý vị. Đầu tiên là sẽ khoe khoang là ô chúng ta xuất cản nhiều lắm, chúng ta thặng dư, chúng ta có nguồn dự trữ dồi dào. Đó là cái lời khoe khoang thứ nhất. Cái lời khoe khoang thứ hai là ô chúng ta đang cố gắng thương thảo để mà đạt được tất cả những cái cần thiết để mà giải tỏa những cái lệnh cấm hay khó khăn. Chúng ta đang nỗ lực làm việc. Và cái thứ ba, ông ta sẽ biện minh cho cái hành động thiếu trách nhiệm và không dám nói ra những cái lý do thật sự mà tại sao mặt hàng nông hải sản Việt Nam đã bị giới hạn. Giống như tôi nói, họ không đáp ứng được quy tắc của cộng đồng quốc tế.
Ok quý vị. Và thứ hai là mặt hàng của họ đã không có được cái sự an toàn về sức khỏe công cộng, tức là có khả năng và có thể sẽ gây ô nhiễm. Và cái cuối cùng, cái lý do chính mà không xuất cảng được gạo là bởi vì cái lối làm ăn, tôi gọi là cái lối làm ăn không có quy tắc và vô lối ở trong Việt Nam, nó khiến cho tình trạng gạo của Việt Nam cũng không xuất cảng được qua Hoa Kỳ hay các quốc gia Âu Châu. Và điển hình nhất là ST25, cái gạo mà quý vị thường nói rất nhiều ở tại Việt Nam đó, thì bây giờ tôi nói quý vị ở Mỹ nó loạn rồi. Chúng ta sẽ đi vào ba cái vấn đề chính này đi, để cho quý vị hiểu rõ lý do tại sao mà gạo Việt Nam và bị giới hạn và mặt hàng nông hải sản Việt Nam bị giới hạn. Ok quý vị, đầu tiên hết là quy tắc. Quy tắc đó là gì? Quy tắc của WTO. Quy tắc của WTO là họ có những cái bản thỏa thuận về mậu dịch, và những bản thỏa thuận về mậu dịch này nó đòi hỏi những cái quy tắc, nó đòi hỏi những cái đồng ý của các phía, và nó trở thành một cái khung quy tắc chung của tổ chức mậu dịch thế giới. Và khung quy tắc đó đầu tiên hết là một nền tư pháp độc lập ở những quốc gia thành viên. Phải có một nền tư pháp độc lập để phân xử những cái vụ án liên quan tới kinh tế và thương mại. Cộng sản Việt Nam không có nền tư pháp độc lập. Thứ hai là vấn đề nghiệp đoàn, và phải độc lập hoàn toàn, tách rời khỏi cái sự ảnh hưởng của chính phủ hay là những kẻ cai trị. Và thứ ba là cái vấn đề quyền con người phải được nâng cao ở trong cái chính sách của WTO. Đây là ba cái tiêu chuẩn chính WTO đã đặt ra. Kể từ khi Cộng sản gia nhập vào WTO, họ đã không thực hiện những điều này. Và WTO cho họ thời gian để điều chỉnh luật pháp, điều chỉnh kinh tế, cải tổ luật pháp, cải tổ kinh tế và cải tổ chính trị để có thể hội nhập vào cái cộng đồng quốc tế. Nhưng Cộng sản đã không làm. Từ nhiều năm nay, kể từ khi họ gia nhập vào WTO, họ tránh né và họ cứ tiếp tục tìm kiếm mua thời gian để tránh né. Và một trong những cái điều kiện tiên quyết của WTO là phải ngăn ngừa tham nhũng. Mà ngăn ngừa tham nhũng hữu hiệu nhất là phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Cộng sản cũng không làm. Những điều này nó đã không đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn của quốc tế. Do đó, các quốc gia trên thế giới họ có quyền giới hạn nhập cảng mặt hàng nông hải sản của Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam không dám nộp đơn kiện. Không dám nộp đơn kiện. Tại vì kiện cũng sẽ bị giục thùng rác. Bởi vì Việt Nam không phải là thành viên toàn diện của WTO, mà là thành viên giới hạn. Cho tới khi nào họ thực thi tất cả những điều này, thì lúc đó họ mới trở thành thành viên toàn diện. Chính vì vậy mà quý vị, đây là cái lý do chính mà Lê Minh Hoan sẽ không dám nói ra trên cái sàn quốc hội của Cộng sản Việt Nam, là bởi vì chúng ta không đáp ứng được cái quy tắc của WTO. Do đó mặt hàng nông hải sản của Việt Nam bị giới hạn. Cái mà Cộng sản làm trong những năm qua chỉ là lén lút đi thương thuyết với từng quốc gia, năn nỉ để đổi lại điều này điều khác, để những quốc gia đó mở rộng cái thị trường gọi là nhập cảng nông hải sản của Việt Nam thôi. Và họ có quyền từ chối hoặc là mở rộng tùy theo mỗi quốc gia. Thì quý vị, đây là cái điều thứ nhất mà tôi nói quý vị, là Cộng sản Việt Nam đã không làm đúng cái quy tắc về WTO, tức là tổ chức mậu dịch thế giới. Ok quý vị, bước qua cái phần thứ hai là nông hải sản Việt Nam đã bị đánh giá. Thứ nhất là thiếu an toàn về sức khỏe công cộng. Và thứ hai là đánh bắt cá vô tội vạ và không có một cái sự bảo vệ về cái ngành ngư nghiệp. Ở trên thế giới quý vị, có những loài cá mà cộng đồng quốc tế bảo vệ, tức là không cho phép đánh bắt cá hoặc là giới hạn ở một cái mức độ nào đó về cái tuổi của con cá hoặc là cái chiều cân nặng hay có độ dài của con cá, để mà họ giám sát tất cả những cái việc mà đánh bắt cá này, để tìm tìm cách gọi là duy trì những cái loài hải sản vốn từ lâu đã có nguy cơ bị diệt chủng. Thì quý vị, ngư dân Việt Nam thì có cá là bắt thôi. Họ không tuân thủ tất cả những cái quy tắc này của cộng đồng quốc tế. Đó là điều thứ nhất. Có những cái mặt hàng cá bị giới hạn nhưng mà vẫn bị đánh bắt một cách vô tội vạ,
nó không tiêu thụ được ở thị trường ngoại quốc thì nó tiêu thụ ở thị trường Việt Nam hay Trung Quốc. Do đó thì nó vẫn bị trói buộc, và do đó tại sao cái gọi là Liên hiệp Âu Châu gắn thẻ vàng với ngành hải sản Việt Nam. Và điều thứ hai là tình trạng ô nhiễm môi trường. Bây giờ thì quý vị thấy là toàn bộ nước biển đã nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Và tình trạng mà có những cái nhà máy sản xuất giấy, những nhà máy sản xuất thép và những nhà máy nhiệt điện mà Cộng sản Việt Nam đang thực hiện, nó gây ra ô nhiễm rất nhiều trong cái môi trường ở Việt Nam. Chính những điều này nó khiến cho tất cả những cái loài hải sản nó đã không bơi đến gần bờ của Việt Nam được, mà nó phải bơi xa bờ. Tức là ngư dân mà đánh bắt cá gần bờ đó quý vị, thì những cái loài cá mà sống gần bờ biển Việt Nam đều bị ô nhiễm rất nặng. Tức là họ trong cơ thể của những con cá này hay là những con hải sản này, cái chất thủy ngân cao hơn mức quy định của WTO và của Liên hiệp Âu Châu cũng như của Hoa Kỳ. Do đó họ giới hạn cái việc mà gọi là xuất cảng hải sản và thủy sản của Việt Nam qua những quốc gia này, là do đánh bắt gần bờ thì nó sẽ gây ra tình trạng là những cái loài sinh vật ở đó nó bị ô nhiễm. Còn nếu mà đánh bắt cá xa bờ thì quý vị lại không có nguồn nhiều, và thứ hai nữa lại xâm phạm vào những cái loài cá và là thủy sản đang được bảo vệ của cộng đồng quốc tế. Chính hai điều này nó dẫn tới tình trạng nông hải sản của Việt Nam đã không thể xuất cảng được. Và giữa lúc quý vị thấy tình hình bây giờ giá gạo tăng rất cao, và giá lương thực đã tăng tới 13% trong vòng mấy tháng qua, kể từ khi mà Nga rút ra khỏi cái hiệp ước về xuất cảng ngũ cốc ở vùng Hắc Hải, cộng thêm Ấn Độ tuyên bố sẽ cấm xuất cảng gạo, thì giá lương thực đã tăng. Giá lương thực tăng mà tại sao nông hải sản Việt Nam lại không xuất cảng được nhiều? Do đó quý vị, tôi nói với quý vị hai lý do chính mà khiến cho nông hải sản Việt Nam đã lâm vào tình trạng gọi là xuất cảng khó khăn. Ok, và các cái thị trường Âu Châu lẫn Mỹ vẫn giới hạn rất nhiều. Cộng sản vừa rồi đã đưa Phạm Minh Chính qua bên Trung Quốc. Thì Phạm Minh Chính đã năn nỉ phía Trung Quốc là mở cửa cho nông hải sản Việt Nam. Nhưng mà Trung Quốc có mở cửa hay không, tới giờ này chúng ta cũng không biết. Có điều nó mở cửa cho trái cây thôi, chưa mở cửa cho những cái thứ khác. Thì quý vị, để đổi lại Trung Quốc mở cửa nông hải sản thì Phạm Minh Chính cam kết điều gì với Trung Quốc, chúng ta đều không biết. Và Bắc Kinh gần như là bây giờ nhập cảng nhiều nhất là gạo từ Miến Điện, từ Campuchia và từ Thái Lan. Đây là trước đó thì họ nhập rất nhiều từ Ấn Độ, bây giờ Ấn Độ cấm rồi thì họ tăng cường cái mức nhập cảng từ Thái Lan, từ Miến Điện và từ Campuchia. Nhưng mà phía Việt Nam thì lại chân trong chân ngoài, lúc thì nó mở ra một chút, lúc thì nó đóng lại một chút. Do đó gần như mặt hàng xuất cảng của Việt Nam gặp bế tắc. Bế tắc là bởi vì vào thị trường Âu Châu và Mỹ thì không đúng tiêu chuẩn, bị giới hạn. Vào thị trường Trung Quốc thì phải thỏa hiệp, tức là phải nhượng bộ Trung Quốc nhiều điều lắm thì mới được mở rộng xuất cảng, còn nếu không nó siết lại. Ok quý vị, đó là cái phần mà tôi nói là về cái lý do chính tại sao không xuất cảng được. Rồi, bây giờ bước qua cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba là lối buôn bán trong Việt Nam đã khiến cho nhiều nông gia Việt Nam và những người sản xuất hải sản cũng như nông sản Việt Nam không vào được thị trường Mỹ và thị trường của Âu Châu. Và tôi nêu điển hình nhất mà thực tế nhất bây giờ đang ở Mỹ. Ở trong Việt Nam quý vị vẫn nói cái gạo ST25 tức là Sóc Trăng đó, thì ở trong Việt Nam nhắc nhở cái loại gạo này rất là nhiều. Nó làm cho dân Việt Nam cảm thấy là gạo này ngon, nổi tiếng, đại khái được giải vân vân. Nhưng khi qua Mỹ thì như thế nào quý vị? Cho tới giờ phút này tôi có thể nói với quý vị là nó loạn luôn. Nó loạn luôn quý vị. Tức là bây giờ ở Mỹ này có tới hàng trăm cái đầu xuất cảng cái gạo gọi là ST25. Ông nào cũng vỗ ngực xưng tên là mình là gốc từ Việt Nam. Từ các cái chủ ngôi chợ ở đây liên lạc với đối tác của mình từ Việt Nam qua Mỹ thì cũng vỗ ngực xưng tên, ô tôi là đại diện chính thức của ST25. Rồi tôi là đại diện chính thức của gạo ST. Ông nào cũng vỗ ngực xưng tên hết. Và cuối cùng quý vị, ở bên đây bị loạn.
ở bên đây bị loạn, tức là gạo mà được nhập cảng từ bến cảng Los Angeles và Long Beach thì quý vị nó nhập cảng vào đó thì cả trăm đầu nhập cảng, người ta không biết đường đâu mà rờ hết. Và rồi thứ hai là quý vị, họ tìm cách gọi là tác động từ Việt Nam, tức là đồn đoán từ Việt Nam để cho dân bên Mỹ ăn. Cuối cùng thì có một số người ở bên Mỹ họ nghe, họ quan tâm tin Việt Nam nhiều, họ mua thử về ăn, họ nói ủa ăn xong rồi tôi thấy nó chả chả có khác gì với những gạo gạo khác hết. Thứ nhất, thứ hai, người ta ở đây ta ăn quen gạo Thái Lan. Ví dụ như gạo Thái Lan nhưng mà đặt tên Việt Nam quý vị, những cái bao gạo như là Nàng Hương Chợ Đào, gạo Ông Địa, gạo Ba Cô Gái. Đây là những cái thương hiệu rất nổi tiếng ở trong cộng đồng gốc Á tại Mỹ. Gần như là gạo đây đều xuất phát từ Thái Lan. Họ sản xuất từ Thái Lan. Và quý vị, chính điều này mà nhiều người, mà quý vị vào trong một cái siêu thị Việt Nam thôi là quý vị thấy gần như là đủ loại gạo. Đủ loại gạo hết, và gạo của Thái Lan chiếm 80%. Tất cả những ngôi chợ của Việt Nam đó, tôi không nói chợ của Á Châu nha. Á Châu là chợ Đài Loan, chợ Hồng Kông, chợ của người Trung Hoa, chợ của Philippines, chợ của người Nam Hàn hay là chợ của người Nhật đó quý vị. Thì quý vị sẽ không thấy gạo Việt Nam. Quý vị thấy 80% gạo Thái Lan. Nhật và Nam Hàn thì họ có một cái hướng riêng. Họ có những cái bao gạo nhỏ lắm, 10 pound, 10 pound thôi. Nhưng mà cái gạo của họ sản xuất. Của họ sản xuất ngay trên lãnh thổ của họ luôn. Còn quý vị vào chợ người Hoa, tức là chợ người Hồng Kông, chợ người Đài Loan, chợ người Tiều, tức là người Việt nè. Rồi chợ người Thái, chợ người Philippines. Quý vị sẽ thấy toàn bộ là gạo Thái Lan không. 80%. Thì quý vị, lý do tại sao? Lý tại vì quý vị, thứ nhất, ngày xưa thì cộng sản chơi cái trò lúc bị cấm vận thì chơi cái trò lén lút, họ xuất cảng lúa qua bên Thái Lan. Bên Thái Lan họ làm thành gạo rồi họ đóng bao bì họ xuất cảng qua Mỹ. Là ngày xưa cái thời bị cấm vận đó. Thì suốt mấy chục năm như vậy, vô tình là nó tạo lên cái thương hiệu của Thái Lan, gạo nổi tiếng. Bây giờ không đánh nổi cái sự nổi tiếng đó. Đó là điều thứ nhất. Và bây giờ trong những năm gần đây thì gạo Việt Nam cố gắng len lỏi vào thị trường gốc Á ở Mỹ. Cố gắng len lỏi vào. Nhưng quý vị, nó gặp một cái trở ngại lớn. Cái trở ngại đó là lối buôn bán gọi là không có quy tắc của những người xuất cảng gạo từ Việt Nam. Cứ có một mặt hàng là bán, và bên đây có cả trăm đầu. Người ta không biết đầu nào thật, đầu nào giả. Trong khi Thái Lan hay là ở Nam Hàn hay ở Đài Loan, họ đi qua chỉ có một đầu. Bất kể đi vào Việt Nam muốn điêu kiểu gì điêu, nhưng cái đầu ra chỉ một đầu. Để họ kiểm soát cái giá cả cho nó đàng hoàng. Và thứ hai, bảo đảm cái phẩm chất cho đàng hoàng. Nhưng mà gạo Việt Nam thì đi loạn hết. Ông nào không có nghề ngỗng ở bên đây cái qua gặp đó, anh đi bán gạo đi, tôi sẽ đưa gạo Việt Nam qua cho anh bán. Gạo ST25 là số 1 ở Việt Nam rồi. Rồi mấy ông đó đâu có nghề gì về xuất nhập cảng đâu quý vị. Mấy ông cũng gật đầu. Rồi á, một ông ở Florida, một ông ở Houston, một ông ở California, một ông ở Seattle. Tất cả đều không phải là cái nghề nông hết. Họ chưa bao giờ làm những nghề này hết. Rồi họ nhảy ra họ đại diện. Họ ký văn bản rồi kiện tụng tùm lum hết. Quý vị, cái lối buôn buôn bán loạn thị trường này nó càng làm cho cái gạo đó càng bị giới hạn. Tại vì ví dụ một ngôi chợ ở Hồng Kông đi. Ở ngôi chợ Hồng Kông ở bên Houston đi. Ở bên đó cái hệ thống chợ Hồng Kông là lớn nhất rồi quý vị. Thì khi mà họ nhập cảng gạo ST25, ông này tới nói, ê, của tôi mới là chính đáng, của thằng kia là đồ giả. Rồi ông kia lên nói, của nó đồ giả, của tôi đồ thiệt. Rồi chợ Hồng Kông họ không biết chỗ nào thiệt hay chỗ nào giả. Bởi vì nó không có một đầu ra. Mà nó cả trăm đầu ra, nó loạn hết trơn rồi quý vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì quý vị? Dân ở trong Việt Nam làm ăn là ăn sổi. Ăn sổi là tiền trao cháo cháo múc. Tiền trao ra cháo phải múc. Nhưng quy tắc làm ăn ở Mỹ nó khác. Quý vị thấy Costco, quý vị thấy hệ thống của Albertsons. Họ nhập cảng rất nhiều hải sản và lương thực từ bên ngoài vào. Nhưng quý vị,
những cái công ty này, những cái công ty bán lẻ lớn này đó, họ hold cái bill, tức là cái hóa đơn đó, 180 ngày, tức là 6 tháng, rồi họ mới trả cái hóa đơn đầu tiên. Lý do tại sao họ làm như vậy? Đối với người Mỹ thì họ giữ lại như vậy. Thứ nhất, họ phải bảo đảm rằng cái mặt hàng đó phải bán được. Thứ hai, cái mặt hàng đó không bị khách hàng của họ khiếu nại kiện tụng. Thứ ba là cái an toàn của cái mặt hàng đó. Ok quý vị, vì họ muốn bảo đảm tất cả mọi thứ đâu ra đó rồi, họ mới gửi cái hóa đơn họ trả tiền. Nhưng ngược lại, trong cái cộng đồng gốc Việt mà phụ trách về xuất nhập cảng, đa số là mấy ông chủ chợ, xuất nhập cảng của Việt Nam qua đó, thì quý vị, họ cũng sử dụng từ 3 tháng tới 6 tháng, tức là từ 90 ngày tới 180 ngày họ mới trả hóa đơn. Nhưng mà họ giữ lại không phải theo cái ý nghĩa của các công ty Mỹ, là sự an toàn của khách hàng, hay là không bị kiện tụng, và món hàng đó phải bảo đảm đâu ra đó. Mà mấy ông chủ chợ ở đây đó, họ xem cái giữ tiền đó từ 3 tháng tới 6 tháng là tiền lời của họ. Tức là một công hàng chở liên tục mỗi tháng qua. Nhưng mà cái hóa đơn đầu tiên từ tháng này nè, 3 tháng sau tới 6 tháng sau nó mới trả cái hóa đơn đầu tiên. Tức là nó mới release cái tiền đó ra. Thì quý vị, rồi đó, nó trừ hành trừ tỏi, tùm lum hết. Cuối cùng quý vị, cuối cùng là gì? Những người xuất cảng ở Việt Nam đó là sợ nhất cái chuyện này. Tức là một cái hóa đơn mà bị giữ từ 3 tháng tới 6 tháng, tiền đâu trả tiền cho người khác đây? Tiền đâu trả tiền mặt bằng, tiền đâu trả tiền miếng đất, tiền đâu trả tiền cho nông dân. Cho nên quý vị, hàng của Việt Nam xuất cảng qua Mỹ không được là như vậy. Và thời gian sau này thì ST25 chơi cái chiêu ai trồng tiền trước ở Việt Nam thì nó đưa gạo, nó không care là ai độc quyền hay không độc quyền. Trong khi luật buôn bán ở Mỹ này nó có system, nó có hệ thống từng ngành một, kể cả cái ngành xuất nhập cảng, nó cũng có hệ thống. Ví dụ, tôi quen với ông chủ ST25 ở Việt Nam, nhưng mà tôi không thể điều thẳng với ông được. Tại vì ông đã ký với một công ty bên Mỹ. Tôi muốn gì, tôi nói chuyện với công ty bên Mỹ. Đó là cái quy tắc làm ăn ở bên Mỹ. Còn về bển ăn nhậu với ông ST25 xong ông ký một cái, ô anh muốn lấy tôi giao hàng. Cái kiểu trong Việt Nam nó là như vậy. Chính vì vậy quý vị, nó qua đây nó loạn hết trơn. Tôi đã gặp ít nhất là 20 người, người nào cũng vỗ ngực xưng tên mình là đại diện của ST25 hết. Rồi tôi không biết ông nào là thiệt, ông nào là giả. Do đó quý vị, cái lối buôn bán trong Việt Nam nó kéo qua đây, cho nên nó đã làm cho tất cả cái mặt hàng nông hải sản của Việt Nam đều rớt hết. Tại vì điêu nhức đầu quá. Ví dụ như một ông chủ chợ ở tiểu bang Georgia đi. Ông muốn nhập cảng gạo, ông muốn nhập cảng mì khô, hủ tiếu khô, rồi những cái mặt hàng gọi là khô đó quý vị. Hay là hải sản mà đông lạnh đi. Thì á quý vị, ông đi gặp một cái công ty agent ở đây, tức là một cái công ty trung gian ở đây. Họ có đầy đủ tất cả những mặt hàng và giá cả. Ông chỉ cần đi một chỗ một thôi là ông khỏi nhức đầu. Còn bây giờ deal với Việt Nam á, ông vừa deal với ông này xong, cái ngày hôm sau có ông khác tới, ê anh đừng lấy hàng nó, hàng giả, hàng tôi mới thiệt và giá rẻ hơn. Rồi nó 5-6 đầu như vậy, ông không biết đầu đâu ông rời hết. Rồi tự nhiên ông vừa lấy hàng của ông này xong, ông bán đúng cái giá mà theo quy định của hai bên, thì cái chợ kế bên đó quý vị, nó bán thấp hơn. Tại vì ông này, cái tay A nó bán cho ông này ổng rồi, cái tay B bán được, nó chạy qua chợ khác nó bán, nó bán giảm giá hơn để nó giành mối. Và cuối cùng quý vị, cái thị trường nó bị loạn hết. Và trong Việt Nam thì bây giờ mấy ông chủ trong đó, ê tiền trao cháo múc, ai chồng tiền trước tôi chở công hàng qua. Chính cái lối làm ăn này nó đã khiến cho nông hải sản của Việt Nam không xuất cảng qua Mỹ được, không xuất cảng qua Âu Châu được. Đã bị giới hạn bởi vì vi phạm cái quy tắc rồi. Bây giờ lấy cái mối làm ăn buôn bán kiểu vô tội vạ như vậy luôn, không có một cái quy tắc nào rõ ràng luôn, nó khiến cho những người bên Mỹ họ không muốn lấy nữa. Họ nói ok, quý vị muốn gì quý vị giao cho agent này, tôi không muốn nói chuyện với quý vị nữa, nhức đầu lắm.
Tại vì những người chủ chợ, một cái ngôi chợ ở Mỹ này đó quý vị, ở trong đó mấy trăm ngàn mặt hàng. Có tới cả triệu mặt hàng luôn, một ngôi chợ siêu thị ở Mỹ đó. Họ không muốn nhức đầu về một cái món hàng. Họ không hề muốn nhức đầu về một cái món hàng nào hết đó. Họ lấy qua agent cho khỏe, tại vì agent tức là những cái công ty trung gian hay là những cái công ty đại diện đó, họ có quy tắc. Họ đặt ra quy tắc đó từ mấy chục năm nay với các chủ chợ, với các cửa hàng retail bán lẻ rồi. Do đó quý vị, họ có quy tắc làm việc, còn đám Việt Nam kéo qua làm loạn sàn ẩu hết. Họ không muốn deal nữa. Họ không muốn deal nữa, nhức đầu lắm. Vậy bây giờ quý vị mà qua bên quận Cam hay là những cái tiểu bang khác á, mỗi một ông chủ chợ lại có một cái đầu ST riêng của mình. Không ai nhường ai hết. Trong khi quý vị nhớ cái cà phê Vina không? Cái cà phê Vina đó đó quý vị, là cái công ty chính thức đại diện là nằm ở New York. Tất cả các chợ ở đây đều phải lấy cà phê Vina. Và đều phải lấy công ty đại diện ở New York hết. Đó là cái quy tắc của người ta. Còn bây giờ bán gạo, bán loạn sàn ngầu kiểu này, riết rồi quý vị vô tới cái chợ đó. Bây giờ vô tới chợ, câu đầu tiên người ta hỏi gì? Một bao gạo nàng hương chợ đào, một bao gạo ông địa, một bao gạo ba cô gái. Có được mấy ai hỏi gạo ST25 đâu. Thứ nhất là bán loạn như vậy và tránh cái tiền quảng cáo. Thứ hai là chính vì bán loạn như vậy cho nên mấy ông chủ chợ ngán lắm rồi. Để nó vô cho có mặt hàng trong chợ thôi. Chứ mấy ổng không có mặn mà trong vấn đề quảng cáo cái gạo đó. Tại vì quý vị, mấy ông chủ chợ, mấy ổng quảng cáo cho những mặt hàng mà nó thu hút được cái người khách đến chợ của mình. Do đó, những cái mặt hàng nào mà mấy ổng được độc quyền, mấy ổng phân phối là mấy ổng quảng cáo mạnh lắm. Còn bây giờ không được độc quyền, tức là mạnh ai nấy bán á, thì mấy ổng coi như là một cái món hàng ở trong chợ thôi. So với lại gạo Thái Lan, gạo của Ấn Độ, gạo của Indonesia là họ được mấy ông chủ chợ quảng cáo gì lắm. Đó quý vị nghe nó đọc trên đài radio đó, nào là tôm của Ecuador, nào là gì bún cái gì cái gì miếng giang tây, bún giang tây gì đó, là bởi vì sao? Họ được ký độc quyền cho nên họ bung tiền ra họ quảng cáo và trở thành một cái thương hiệu lớn. Còn mấy ông thần ở Việt Nam, gạo ST25 đó, cứ đồn đoán ở Việt Nam gì tôi không biết, nhưng mà qua đây đó là cứ bán vô tội vạ như vậy. Chính điều này nó làm cho cái gạo Việt Nam càng lúc càng không có chỗ đứng ở trong cái thị trường của Âu Mỹ. Đây là thực tế, nó không có chỗ đứng. Nó chết là bởi vì cái lối buôn bán, tôi gọi là cái lối buôn bán vô tổ chức. Chính điều này nó đã làm cho thị trường nó loạn, không bán được. Và đi thêm một vài năm nữa, từ từ không còn ai biết ST25 gì hết, người ta vẫn bám vào những cái gạo Thái Lan. Tại vì thứ nhất là thương hiệu lâu năm, thứ hai người ta buôn bán đàng hoàng, thứ ba người ta có trường vốn mạnh, để có bị hôn lại từ đến 180 ngày người ta vẫn đi được. Người ta có cái vốn mạnh, người ta biết đầu tư, do đó bị giữ lại cái hóa đơn 180 ngày đối với người ta cũng không thành vấn đề. Còn mấy ông thần trong Việt Nam giữ giữ 90 ngày thôi là học máu rồi. Tại vì bên Việt Nam nó quen có lối ăn xổi. Nó không có một cái chiến lược lâu dài. Chính vì vậy mà tại sao thị trường gạo của Việt Nam không vào được. Bây giờ có chất vấn cái ông thần mà gọi là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn này á, ông cũng chả biết ớt giáp gì hết, ông trả lời chung chung rồi cái ông ngồi ông tô hồng cho cái vị trí của ông, rồi cái ông tô hồng cho những cái chính sách thôi. Chứ ông sẽ không trả lời được những câu hỏi thực tế. Tại sao lương thực thế giới thiếu mà mình xuất cảng không được? Đó là cái câu mà tôi nói đó quý vị, tôi giải thích rất rõ ràng cho quý vị những lý do tại sao mà nông hải sản Việt Nam bị giới hạn. Thứ nhất là không đúng quy tắc. Thứ hai là an toàn về sức khỏe công cộng. Và thứ ba, lối buôn bán mất dạy. Chính ba điểm này, nông hải sản Việt Nam không xuất cảng được nhiều. Bán lẻ xung quanh thì được. Nhưng mà để thành một cái hệ thống xuất cảng
thì không được. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của thảo luận của tôi ngày hôm nay liên quan tới cái cuộc gọi là ra trả lời chất vấn của ông Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và tôi bảo đảm với quý vị, ông sẽ không dám nêu ra những cái lý do thật này. Và ông chỉ nói những cái chung chung cho cái chế độ cai trị mà thôi. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.